Hello anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì nếu anh em nào mà mới biết kênh hoặc là chưa đăng ký thì mọi người hãy ủng hộ Bang Bang Gaming nhé, bằng một nút like này, một nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất cứ video nào từ team của Bang Bang Gaming. Thì trong những video trước mình đã làm một cái chuỗi series video nói về cái con game Titan Hunter, một cái tựa game mà lối chơi rất là đơn giản và cực kỳ rất là cuốn hút mà hiện tại đang làm sôi sục tại cộng đồng Nhật Bản, đúng không ạ? Thì trong các video trước mình đã chia sẻ mọi người cái video mà liên quan đến việc đăng ký cái tài khoản chơi game này cũng như là liên kết ví, thì đã có video làm trên máy tính và cũng có video để hướng dẫn mọi người làm trên thiết bị điện thoại, thiết bị smartphone của mọi người rồi, và cũng có một video hướng dẫn mọi người rèn đồ để mọi người có thể là tạo ra được cái những trang bị cấp cao hơn, nhiều sao hơn để nhân vật chúng ta khỏe hơn và chúng ta sẽ vượt ải sẽ dễ dàng hơn. Ok, thì trong cái video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ mọi người cách để chúng ta có thể audit những cái đồ non NFT thành cái đồ NFT để chúng ta bắt đầu là earn, bắt đầu là kiếm cái token Titan trong game được rồi. Ok, thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập cái app trên web của Titan Hunter này là app.titanhunter.io. Chúng ta sẽ vào phần in game này. Đó, chúng ta sẽ log in. Thì mình sẽ log in cái tài khoản của mình vào. Thì anh em có thể là log in cái tài khoản của anh em vào nhé. Nhập mà cái email của mọi người đã đăng ký này, nhập mật khẩu. Thì nếu mà bạn nào chưa biết đăng ký thì mọi người xem lại video cũ nhá. Thì mình sẽ có cái chuỗi video để hướng dẫn mọi người rồi. Thì mọi người sẽ đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập thì mọi người sẽ liên kết ví này, mọi người connect wallet này. Thì đây mình sử dụng ví MetaMask nhá, trên máy tính. Ok, sau khi kết nối xong thì chúng ta vào đây chúng ta sẽ thấy được là tổng quan cái in game, tức là những cái món đồ mà chúng ta đang sử dụng. Sẽ có các chỉ số về súng này. Hiện tại mình đang sử dụng súng NFT màu đỏ, đúng không ạ? Các cái trang bị bên tay phải là gồm có về mặt này, về mũ này, về áo này, về ba lô này, về giày dép này, là rất là có 6 cái món đồ kia, đúng không ạ? Và tổng số các trang bị của chúng ta. Thì đây là chúng ta, mục đích của video là chúng ta sẽ audit các cái vật phẩm non NFT mà khi chúng ta đã rèn ra được rồi lên các vật phẩm NFT, thì chúng ta sẽ cần những gì và cần các bước làm như nào để chúng ta có thể chuyển thành NFT và chúng ta bắt đầu kiếm được. Thì ở đây chúng ta sẽ có các bước. Đầu tiên là mọi người cần phải chuẩn bị cho mình là các cái token, là token BNB thì là ví ga này, bởi vì Titan Hunter là được build trên mạng lưới của Binance Smart Chain. Thứ hai là chúng ta phải có Titan để chúng ta có thể audit lên được, đúng không ạ? Thì mọi cái thông tin là đều là những cái quan điểm chia sẻ cá nhân của mình tại cái thời điểm làm video nhé. Thì hiện tại là game kiếm cũng khá là ổn áp, nhưng mà không biết sau này như nào nên anh em hết sức chú ý. Khi mà anh em đã quyết định mà xuống tiền đầu tư thì mọi người phải tìm hiểu rất là kỹ về con game này nhá. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị cái token BNB, đúng không ạ? Thì mọi người có thể là lên qua cái code này, mua BNB thì mọi người có rất là nhiều sàn, thì mọi người cứ lên Binance cho nó kiểu rất đặc trưng và anh em nào cũng biết, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ mua cái token BNB này và gửi về ví MetaMask. Thì ví MetaMask này thì mọi người xem video lại video cũ nhé, nếu anh em nào mà chưa biết dùng. Thì ở đây thì mọi người mở rộng cửa sổ xem đây nhá. Mọi người sẽ chuyển về ví MetaMask này khoảng là 0.02 đi, hoặc là 0.03. Nếu anh em nào nhiều thì mọi người mua luôn là 0.1 BNB đi. Nếu mà ít thì mua khoảng 0.02 là đủ rồi nhá. 0.02 BNB để mọi người có thể là làm ví ga để giao dịch được. Ok, sau khi mà có BNB xong, đúng không ạ? Mọi người cần chuẩn bị token tiếp theo là token Tita nhá. Thì mọi người cũng lên qua cái cổ, mọi người xuất Tita này, mọi người Titan Hunter, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ lấy cái contract, lấy cái địa chỉ của Titan Hunter, mọi người copy này. Đó, mọi người sang cái PoopCoin. Thì cái PoopCoin này là một trang mà vừa có chạc mà vừa có thể mua bán được luôn. Thì mọi người paste vào cái contract vào đây. Thì ra Titan Hunter, đúng không ạ? Thì nó sẽ có giá, dự giá hiện tại tại thời điểm mình làm video là 0.064 đô một token này, đúng không ạ? Thì đây anh em muốn mua và anh em sẽ ấn vào phần chay. Đó, chay đây thì mọi người sẽ dùng BNB để mua hoặc là dùng BUSD cũng được. Thì nếu mà mọi người có BNB thì mọi người dùng BNB để mua, còn không thì mọi người sẽ dùng BUSD, đúng không ạ? Nếu mà có BUSD. Ví dụ là đây chúng ta sẽ cần là, giả sử nếu anh em mà muốn audit thì audit các cái vật phẩm nó sẽ như sau nhá. Giả sử anh em muốn audit các vật phẩm common thì mọi người cần 400 Titan này. Vật phẩm rare là 800 Titan. Vật phẩm Elite là 1.600 Titan. Vật phẩm Helix là 3.200 Titan. Và nó cứ gấp đôi lên như vậy. Thì đây giả sử anh em mà mới chơi thôi thì mọi người có thể là audit cái vật phẩm Common chỉ mất 400 Titan, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là 400 Titan này. Đó, thì chúng ta cần khoảng 25 đô, 26 đô. Thì một con số là không quá nhiều đâu. Cần phải 26 đô, đúng không ạ? Để chúng ta mua 400 Titan và chúng ta sẽ audit ra được cái món đồ NFT và chúng ta bắt đầu earn được.
thì cái NFT này là bắt buộc chúng ta phải có nhá, khi mà chúng ta muốn kiếm được tiền từ cái game. Còn nếu mà anh em chơi free không có NFT thì mọi người chỉ là chơi free thôi, chơi trải nghiệm free thôi, không thể nào kiếm được tiền nhá. Ok, anh em hình dung rõ cái phần này. Thì sau khi mà có cái token Titan và BNB rồi, đúng không ạ? Đây, BNB này, và anh em có 400 Titan rồi thì mọi người có thể thực hiện audit được. Thì mọi người chuyển sang cái phần inventory này để mọi người thực hiện cái audit cái món đồ non NFT lên NFT. Thì đây audit mọi người có thể chọn các vật phẩm như sau. Đầu tiên là gun này, nếu mà chúng ta muốn audit súng, đúng không ạ? Chúng ta có thể lọc common, đúng không ạ? Common. Đó, các khẩu súng này chúng ta xem này. Tốc độ này, quan trọng nhất là súng là về tốc độ và về đam. Thì tốc độ mình có thể chia sẻ cho mọi người là có thể là dùng từ 10 trở lên, ít nhất là từ 10 trở lên nó mới nhanh được nhá. Và không nên dùng shotgun, dùng cái súng piston ấy là rất là ok. Đó. Thì đây là những súng rất là thấp, đúng không ạ? Như khẩu súng này chẳng hạn, súng mặc định này, Stick 13.9 này, rất là ok này. Đó. Thì ngoài ra anh em có thể sử dụng Titan để audit gear là các trang bị nữa. Trang bị thì mọi người có thể dùng common, đúng không? Ở đây thì các vật phẩm common này, hoặc là mọi người có nhiều hơn thì mọi người có thể audit rare hoặc là elite. Thì các vật phẩm cũng tương tự như vậy, mọi người phải tìm được những vật phẩm mà các chỉ số nó cao, chỉ số S này, A này, và có các cái passive skill cũng như là gear skill thì nó sẽ hỗ trợ và bổ trợ cho nhân vật chúng ta khỏe hơn, bù đắp cho cái việc là chúng ta có HP, có đam khỏe, và chúng ta sẽ vượt ải và vượt map rất là đơn giản thôi. Ok anh em, thì sau khi mà có đúng không thì mọi người sẽ ấn vào phần audit này. Thì nếu mà mọi người chưa audit bao giờ, nó sẽ có cái chữ là approve to audit, tức là chúng ta phải chấp thuận để audit cái vật phẩm lên. Thì cái vật phẩm này mình đã từng audit cái ví này rồi, nên là mình chỉ cần ấn chữ audit thôi, đúng không? Đó, thì mình sẽ cần yêu cầu này là 400 titan này. Khi mà mình có 400 titan đây rồi thì nó hiện 400 titan đây, và chúng ta ấn phần audit thôi. Và sau khi audit thì chúng ta sẽ confirm trên ví MetaMask nữa để chờ cái giao dịch nữa. Giao dịch đã thực hiện thành công là ok. Thì sau khi mà thực hiện thành công nhá, chúng ta audit thành công rồi, thấy transaction trên BSC là thành công rồi, success rồi, thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần NFT này, là xem những cái vật phẩm mà chúng ta vừa audit từ non NFT đã qua NFT hay chưa. Đó, thì khi mà chúng ta audit thành công, ví dụ khẩu súng chẳng hạn, thì nó sẽ hiện cái NFT màu đỏ ở đây, thì đã là thành công rồi này. Nếu mà bạn mà audit cái vật phẩm mà trang bị gear, đúng không, thì sẽ chuyển sang gear này. Đó, tự một vật phẩm NFT này thì nó phải điện hiện cái màu đỏ là NFT rồi. Thì chúng ta sẽ đăng nhập vào game, dùng điện thoại đăng nhập vào game, đúng không? Hoặc anh em dùng giả lập cũng được. Thì chúng ta sẽ thấy nó là audit và nó sẽ có chỉ số. Đó, ví dụ là drop rate là bao nhiêu này, 1.9% này, 2% hoặc 3% này, các chỉ số của nó này. Vật phẩm NFT màu đỏ này. Vậy là chúng ta đã audit thành công. Thì từ khi mà giai đoạn audit thành công thì chúng ta chơi game, chúng ta đánh được các cái boss random hoặc từ common này, rare này, elite này, epic, heroic và legendary, thì chúng ta sẽ nhận được số lượng titan tương ứng. Thì chúng ta sẽ kiếm được titan và chúng ta sẽ chơi hàng ngày. Thì chúng ta cứ vượt map và chúng ta sẽ tăng cường sức mạnh của nhân vật chúng ta lên, và càng ngày chúng ta sẽ chơi càng dễ thôi. Và khi mà chúng ta đã chơi thành thạo rồi ấy, thì cái việc mà mình cũng không nói chắc là cái thời gian về bờ là bao nhiêu lâu, bởi vì nó sẽ là random của từng app hết, nhưng mà nó cũng thời điểm hiện tại thì nó cũng là khá là ok, tầm khoảng 20 ngày đến 30 ngày. Thì anh em những cái nick bình thường là anh em đã chơi rất là ok rồi. Ok, vậy là trong cái video này thì mình cùng với mọi người đã tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể là audit một cái vật phẩm non NFT sang vật phẩm NFT để chúng ta bắt đầu kiếm được tiền từ cái tựa game Titan Hunter này. Thì mọi cái thông tin và cái chia sẻ trong video đều là có giá trị tại thời điểm hiện tại nhá, vì đều là những quan điểm cá nhân và những góc nhìn của mình khi mà mình đã chơi cái tựa game này, thì không phải là lời khuyên cho anh em đầu tư. Thì nếu mà anh em muốn đầu tư xuống tiền thì mọi người phải tìm hiểu và cân nhắc rất là kỹ để có thể là phù hợp với từng bạn, nhu cầu của từng người nữa. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều đã theo dõi và đồng hành với Bang Bang Gaming. Thì nhớ ủng hộ Bang Bang Gaming nhé, bằng một nút like này, một nút đăng ký và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.